Ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang bị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam miễn nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Tại kỳ họp bất thường tổ chức sáng ngày mùng 8 tháng 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm ông Thanh và Quang với 100% đại biểu có mặt đồng ý, 54 đại biểu vắng 4. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng ban tuyên giáo, người phát ngôn tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết ông Thanh và Quang đã có đơn xin thôi giữ chức vụ chủ tịch có chủ tịch tỉnh hồi tháng 11 năm 2023 sau khi bị ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật. Đến nay, ban bí thư đã thống nhất cho ông Lê Chí Thanh thôi chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ban thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất đề đạt nguyện vọng của ông Thanh, ông Quang. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam làm thủ tục theo quy định, sau đó ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam sẽ xem xét bố trí công tác phù hợp để phát huy năng lực sở trường của ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang, bà Lan nói. Cũng tại cuộc họp này 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đối với ông Phan Việt Cường. Tháng 11 năm ngoái, ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật. Sau đó ông Cường xin nghỉ hưu sớm 6 tháng vì lý do sức khỏe từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Hồi đầu năm, ông được Trung ương cho thôi chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, theo nguyện vọng cá nhân. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Hậu quả, ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước dư luận xấu trong xã hội ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương